quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động 24 giờ. Và tôi là biên tập viên Nhật Mai. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất thú vị. Đó chính là chúng tôi phản đối việc giáo viên công khai trừng phạt học sinh trước lớp. Vậy tại sao chúng tôi lại phản đối việc giáo viên công khai trừng phạt học sinh trước lớp? Hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu được giáo viên là ai, học sinh là ai và trừng phạt là gì. Thứ nhất, giáo viên là ai? Giáo viên là những người có nghĩa vụ chỉ bảo và dẫn dắt học sinh, cũng đồng thời là những người giám thị trong việc kiểm tra định kỳ học sinh. Kể từ tháng 11 năm 2020, thì giáo viên sẽ không có quyền được công khai trừng phạt học sinh trước tập thể. Nhưng hiện nay thì vẫn có một số trường hợp là giáo viên trốn phạt học sinh trước lớp. Thứ hai, học sinh là ai? Học sinh là những người đang đi học ở độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi. Và học sinh là những người cần được bảo vệ, cần được quan tâm, chăm sóc. Học sinh cần được đối xử bình đẳng và học sinh cũng là những người có quyền được lên tiếng, khiếu nại nhà trường với môi trường học tập hay về giáo viên, về học sinh. Lý do đầu tiên chúng tôi phản đối việc giáo viên công khai trừng phạt học sinh trước lớp đó chính là nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần học tập của học sinh và ảnh hưởng đến cả phụ huynh nữa. Học sinh thích xấu hổ không dám đến lớp bởi vì có quá nhiều ánh nhìn vào mình và soi xét. Còn về phụ huynh thì phụ huynh sẽ cảm thấy muối mặt vì bị cho là dạy dỗ con không hẳn hoi. Và theo báo Dân Trí thì ở Hà Nội đã có một phụ huynh, đó là chị Thùy. Khi mà con lên lớp 6 thì chị đã nhận được không ít những cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm chê bai về tình hình học tập của con. Và thậm chí thì giáo viên ấy còn gửi cả bảng điểm của con trên group phụ huynh lớp, làm cho chị Thùy cảm thấy muối mặt. Ngoài ra thì việc giáo viên công khai trừng phạt học sinh trước lớp nó còn rất dễ khiến trẻ bị kích động, thậm chí thì nó còn phản tác dụng. Theo bạn Mai Linh, học trường Trung học phổ thông Amsterdam thì đã chứng kiến rất nhiều vụ là học sinh bất mãn và tỏ thái độ phê bình, tỏ thái độ tiêu cực với giáo viên, thậm chí là còn chửi lại thầy cô. Thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của giáo viên. Giáo viên sẽ bị đình chỉ và bị đuổi khỏi ngành giáo dục và có thể bị phạt tiền từ 5 đến 15 triệu đồng. Ở Hải Phòng, một bạn học sinh lớp 3 học trường tiểu học An Đồng đã từng bị cô giáo phạt, đó là cho uống nước rẻ lau bàn, và người giáo viên ấy đã phải chấm dứt hợp đồng với trường và bị đuổi khỏi ngành giáo dục mặc dù là có bố là phó lãnh đạo. Thứ ba, nó đã ảnh hưởng đến tinh thần học tập của học sinh thì chắc chắn nó còn ảnh hưởng đến cả thể chất của học sinh nữa. Nguy hơn thì học sinh còn phải nhập viện. Một số trường hợp là giáo viên đánh đau quá sẽ khiến trẻ phải nhập viện, hay là giáo viên cho trẻ uống nước xà phòng hay uống nước rẻ lau bàn thì trẻ sẽ có vi khuẩn trong người hay là bị đau dạ dày. Vụ mới đây nhất đó là ở Nha Trang vào ngày 28 tháng 6, khi mà chị phụ huynh đi đón con của mình thì phát hiện ra là con bị chảy máu và bị bầm tím khắp hai bên mông. Qua thăm hỏi thì chị phát hiện ra là con mình đọc chậm và đọc sai nên đã bị cô giáo phạt bằng cách đó là dùng thước kẻ để đánh vào người. Ngay lập tức thì chị đã phải dẫn con mình đến bệnh viện của tỉnh. Vậy nếu giáo viên không trừng phạt học sinh công khai trước lớp thì giáo viên có thể làm cách nào để học sinh vẫn có thể uốn nắn kịp thời để trở thành một người có ích cho xã hội? Việc đó thì nó còn bắt nguồn từ cả ba phía: phía phụ huynh, phía học sinh và phía nhà trường và giáo viên. Đầu tiên thì phụ huynh cần phải sát sao hơn với con mình và cần phải đồng hành với con mình trong quá trình trưởng thành của con, thấu hiểu xem con đang phạm phải sai lầm nào. Còn về phía nhà trường thì nhà trường cần phải có một cái khóa đào tạo về việc dạy học tích cực hay là kỷ luật tích cực. Còn về phía học sinh thì học sinh cần phải hợp tác với phụ huynh và giáo viên để đưa ra giải pháp giúp mình trở thành một con người tốt hơn. Một số những kỷ luật tích cực như là cho đọc thêm nhiều sách hay cũng có thể là chúng ta cho đi lao động mới. Kết luận lại thì học sinh cần bảo vệ và đối xử bình đẳng, cũng cần được quan tâm để trở thành những nhân lực cho thế hệ sau này của Tổ quốc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và nếu có những ý kiến gì thì hãy liên hệ
với chúng tôi trên kênh Cửa Sổ Văn Học để chúng tôi có thể trả lời được tin nhắn nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn.